Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ bóc một bộ máy tính mà mình mua với giá là 600.000 các bạn nhé. Cái này thì mình mua của bạn Minh Tâm ở Sài Gòn thì phải. Hôm trước thì bạn ấy có chat mình qua Zalo cũng phải tầm 15 ngày rồi, nửa tháng rồi. Bạn ấy chat mình qua Zalo thì bạn ấy có hỏi mình là có mua bộ máy tính không. Và bạn ấy cũng có gửi cho mình các cái hình ảnh cũng như là một vài thông số của cái bộ máy tính đấy. Bạn ấy bảo cái bộ máy tính ấy bạn đang dùng. Và bạn có hỏi mình là trả giá bao nhiêu ấy. Nói thật với các bạn là khi mà các bạn bán cho mình thì mình không thích trả giá đâu. Mình chỉ muốn là các bạn tự định giá rồi sau đó mình thấy hợp lý thì mình mua về thôi. Vì là mình không phải mua đi bán lại mà mình mua về mình để ở kho. Có cái chương trình gì thì mình lại mang ra mình lại tặng cho mọi người để mọi người về mọi người dùng thôi các bạn nhé. Nên là bạn ấy bảo mình là bạn ấy muốn bán với giá là 600.000 thì ok, 600.000 mình đồng ý mình mua với cái giá 600.000 cái bộ máy tính của bạn đấy. Thì sau đó thì bạn ấy muốn mình chuyển khoản trước các bạn, chuyển khoản trước. Thì nếu mà chúng ta giao dịch qua Zalo hoặc là giao dịch qua kiểu như là mua online này này mà không có shop hoặc là hai người chưa quen biết nhau gì ấy, mà kiểu như là chuyển khoản trước ấy thì đôi khi các bạn cũng có thể gặp phải tình trạng là bị lừa đảo các bạn nhé. Đây là mình nói là có thể gặp cái tình trạng lừa đảo bởi vì mình đã từng gặp cái tình trạng đó rồi, đó là chuyển khoản trước rồi sau đó là cái người bán ấy là người ta chặn số với người ta không liên hệ gì với mình luôn. Nên là với bạn Minh Tâm ấy thì hai anh em có một cái phương án, đó là bạn ấy sẽ ngồi trước cái bộ máy tính của bạn ấy và bạn ấy quay cho mình một đoạn clip. Bạn ấy nói là bạn ấy bán cho mình cái bộ máy tính này với giá 600.000 và mình chuyển khoản trước cho bạn ấy 600.000. Đấy, như vậy để ví dụ sau này có vấn đề gì thì hai anh em dễ nói chuyện cũng như an tâm ấy. Thì với cái trường hợp của bạn Tâm này thì mình cũng đã chuyển khoản cho bạn đó và bạn ấy rất cẩn thận, bạn ấy mua thùng xốp rồi bạn ấy đóng cho mình cái đơn hàng và bạn ấy trở ra ngoài bưu điện bạn ấy gửi cho mình. Thì tiền ship thì mình sẽ là người chịu các bạn nhé. Nhưng mà cái lúc mà bạn ấy ra bưu điện ấy thì chắc là bưu điện người ta bắt phải thanh toán trước ấy, nên là bạn ấy cũng thanh toán cho bưu điện luôn. Thì mình bảo là ok, thì khi nào mình nhận được đơn hàng thì mình sẽ chuyển khoản lại cho bạn Tâm cái tiền mà mình trả tiền ship cho bạn. Thì với cái clip này thì bây giờ mình sẽ bóc cho bạn xem là cái đơn hàng hôm nay mình nhận nó có gì bên trong và nó sẽ như thế nào. Và qua clip này thì trước tiên mình phải cảm ơn bạn Tâm đã. Là thứ nhất, bạn đã bán cho mình một cái bộ máy tính để mình chia sẻ cho mọi người. Cái thứ hai là bạn cũng đã chịu khó, bạn ấy đóng hàng cho mình hết sức cẩn thận. Nói thật với các bạn là lúc mình nhận cái đơn hàng mình thấy rất đóng rất là cẩn thận các bạn nhé. Và mình cũng quên luôn cái đơn hàng ấy, vì là mình cũng không nhớ luôn, nó quá lâu rồi. Tự dưng là sáng nay thì thấy bên vận chuyển gọi cho mình thì mình bảo là không biết bên nào gửi cho mình, thì mình ra mình thấy cái thùng hàng là mình nhớ ra là của bạn Minh Tâm, bạn ấy đã chat với Zalo và mình bạn đã gửi cho mình. Ok, thì bây giờ mình sẽ bóc cái bộ sản phẩm của bạn ấy gửi cho mình để xem bên trong có những cái gì các bạn nhé. Rồi, đây các bạn, đây chính là cái thùng PC mà sáng nay mình mới nhận các bạn nhé. Trước khi vào clip này thì mình nói luôn là cái áo này mình vừa uống nước nên là nó đổ ở đây. Nên là mình cũng thôi mình làm luôn, mình không tiện thay. Thì có gì thì các bạn thông cảm nhá. Rồi, bây giờ thì mình sẽ bóc cái thùng này ra xem những cái hàng mà bạn ấy đóng cho mình là những cái đồ như thế nào. Ok, mình sẽ bóc này. Mình cũng không ngờ là cái thùng này gửi đến đây lâu như vậy đấy. Wow, bạn bọc bằng những cái tấm này, không biết là cái tấm gì đây các bạn này. Cái tấm này giống tấm ở cái trần nhỉ, chắc phết đấy. Mình sẽ để nguyên cái thùng này, cất đi để khi nào ví dụ là chúng ta gửi cái này đi cho cái bạn nào nhận thì chúng ta sẽ gửi nguyên cái bộ này để mình đỡ phải mua thùng để mình đóng nhá. Đây các bạn này, trong đây một bàn phím, shop. Đây lại một cái bàn phím nữa này, một con chuột. Bạn ấy bọc rất là chắc các bạn ạ, thực sự là rất là chắc. Bạn ấy còn ốp những cái này vào này, không biết cái tấm này là cái tấm gì mà rất là cứng. Đây cũng là shop. Bạn ấy còn gửi cho mình cả cái cục wifi này các bạn, sạc wifi này, các cái dây nguồn này, rồi cả dây mạng nữa này, rồi cả cái loa luôn. Còn đây là cái cây.
Đấy, đây là cái cây. Mình sẽ bóc cái màn ra. Đây là một con màn HP. Cái này thì bạn ấy gửi cho mình cả một bộ luôn đấy các bạn ạ. Cả wifi, cả loa luôn. Bây giờ thì mình sẽ bật nó lên để xem có lên không các bạn nhé. Mình sẽ lấy nguyên những cái đồ của bạn ấy để mình cắm luôn cho các bạn. Cái cục wifi này thì mình sẽ để bên ngoài, cái dây mạng cũng vậy. Bây giờ mình sẽ bật máy đây. Vừa nãy các bạn có thấy cái đường chảy mực ở đây không? Cái đấy thì hôm mà bạn ấy gửi ảnh cho mình thì nó đã có cái vết đấy rồi. Bây giờ mình ấn này. Bật nguồn chạy này. Đấy, lên này. Lên đấy. Mỗi tội là có cái đường chảy mực ở đây. Đấy, một cái đường này. Còn nhìn vẫn nhìn được, thế là lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái nắp này ra nhá. Cứng thế nhỉ. Ở đây. Đấy, bên trong này này. Ở đây còn có một cái cạc mạng đây. Thì bây giờ mình sẽ bật dùng bằng điện thoại đi. Mình quay cho các bạn nhìn cho nó dễ luôn nhá. Đây là cái chiếc PC đó. Toàn tiếng Trung Quốc này. Đây là bên trong các bạn này. Hiện tại đây là có 4 con RAM. Ở đây có một cái cạc này gọi là cái cạc để cắm mạng LAN. Nguồn đây. FSP. Bên đây. Ổ cứng của nó đây, HDD. Và nó lên trên rồi các bạn này. Thì cái màn này nó có vết đây này. Bây giờ mình sẽ sử dụng để kiểm tra xem là cái cấu hình nó như nào nhá. Chờ cho nó loát đã các bạn. Chứ mình không thấy nó loát đây này. Đây các bạn, cấu hình là i32120, RAM là 8GB. Ổ cứng hiện tại là một con ổ cứng 500GB HDD. Mình thấy chưa một ổ đây. Rồi. Tổng thể nó đây các bạn này. Hai cái phím wifi. Đấy các bạn. Mình đã cho các bạn xem cái cấu hình của nó rồi đấy. i32130 vậy. RAM 8GB thì đây sẽ là mỗi con 2GB. Hết rồi. Nói chung là con này là dùng HDD chứ không phải dùng SSD các bạn nhé. Thì với cái chiếc PC này thì mình thấy là bây giờ đầu tiên là phím thì nó vẫn đang lên bình thường đây. Vẫn đang dùng được. Cái bộ này là hình cái bộ là bạn ấy đang dùng các bạn nhé. Kể cả cái loa này cũng thế này. Cái loa này thì không biết là nó có bật được không. On off. Chả thấy chạy cái gì cả. Thôi cái loa này bỏ qua đi. Cái wifi kia thì chắc là nó sẽ vẫn sống đấy các bạn ạ. Thì với cái chiếc PC này thì bây giờ mình sẽ làm cái gì nhỉ? Thì mình cũng chỉ có bóc hộp cho các bạn để các bạn biết được là mình mua hết 600.000 cái bộ PC này thôi. Và cái bộ PC này các bạn muốn mình làm cái gì bây giờ? Bây giờ mà để nguyên thế này thì gửi cho các bạn thì cũng được nhỉ? Để các bạn về các bạn có thể là nghịch ngợm hoặc là các bạn học tập trải nghiệm thôi. Thì cái này chắc là phải có nghĩa là cài lại Win hoặc là mình sẽ nâng cấp. Thôi thì cái chiếc PC này thì mình sẽ không gửi cho các bạn bây giờ luôn nhá. Mà mình sẽ nâng cấp nó lên các bạn ạ, nâng cấp nó lên. Nâng cấp con CPU lên này. Nâng cấp này, nâng cấp SSD này này. Nếu mà thích chơi game thì nâng cấp thêm cái cạc hình rời này. Còn cái màn này thì nếu mà khi nào mà có gửi cái chiếc PC này thì thôi tặng kèm các bạn luôn cái màn này để cho các bạn về các bạn trải nghiệm. Còn phím đây, có hai cái phím đây thì để mình cắm thử con phím màu đỏ này nhá, xem có dùng được không. Vẫn dùng được cái này. Đấy. Vẫn dùng được các bạn. Phím thì cũng vẫn dùng được, con này khá là nặng. Còn cái wifi cũng vậy.
khi nào nếu mà bạn nào mà nhận cái chiếc PC này khi mà mình nâng cấp ấy, thì mình gửi hết tất cả mọi thứ luôn cho các bạn nhá. Nhưng mà lấy một phím thôi, chứ gửi cả hai phím cũng chả để làm gì cả. Nhưng mà gửi cả cái wifi kia để các bạn về các bạn dùng gì thì các bạn dùng. Ok, thì đấy là một cái bộ PC mà mình mua với giá là 600.000 cộng 125.000 tiền ship. Mình gửi từ đâu nhỉ? Từ Hồ Chí Minh về đây là tổng mình mất 725.000 cái bộ PC này. Với bộ PC này thì mình cảm thấy là nếu mà các bạn sử dụng nhẹ nhàng, giải trí nhẹ nhàng thì các bạn vẫn cứ thoải mái nhá. Còn để mà chơi game thì mình cần phải nâng cấp lên thì nó mới có thể là chơi game, hoặc là nó gọi là các bạn chơi những tác vụ cao cao một chút ý nhá. Thì bây giờ clip này thì mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nó cũng chả có gì để chúng ta quay nữa cả. Cái này thì các bạn có thêm chia sẻ thì các bạn comment xuống dưới. Còn các bạn, ai quên, đây cho các bạn xem cái này. Cho các bạn xem cái này. Đây, đây là cái chiếc PC mà chúng ta sẽ chuẩn bị dành tặng cho các bạn nhá, khi mà cái nút bạc về. Ok. Còn cái bộ PC này thì hôm nay mình gọi là mình tráng miệng cho các bạn trước để mình mở thôi. Vì mình sáng mình vừa nhận thì bây giờ mình bóc cho các bạn thôi. Còn cái này là mình rất háo hức. Cái chắc là mình nghĩ là mai đấy, mai thứ hai nó về đấy. Hôm trước thì thấy 31 nhưng mà chả thấy nó về gì cả. Sau thứ bảy chủ nhật thì bên đấy như không làm. Mình nghĩ là chắc là thứ hai, tức là mai về thì chúng ta bóc cái nút thì chúng ta sẽ làm chương trình của cái này luôn nhá các bạn nhá. Còn cái chiếc PC này thì bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Khi nào thì mình nâng cấp nó lên và mình sẽ dành cho các bạn để các bạn về các bạn trải nghiệm và các bạn dùng thôi nhá. Còn mình thì nói thật thì mình cũng cũng còn có rất là nhiều các cái đồ đây, nên là mình cũng sẽ có thì mình dành cho các bạn thôi nhá. Rồi, mình sẽ tạm dừng clip. Chào các bạn và cảm ơn các bạn xem clip. Bye bye.